Ngã sát vào đá ấy, đá ấy. Anh không lấy cây, anh vứt cây ngay đi. Đừng có vướng cây xong lúc lại ngã. Cây không cần cây đâu. Nên tự đi anh ạ, đừng có nên đỡ đỡ ở đấy còn khó đi đừng hơn. Đỡ, đừng đỡ. Đỡ trượt hết xuống ấy. Cứ trượt chân vào cái thanh cây đấy không vấn đề đâu em ơi. Em lao cái ông đéo. Đâu chắc là trước rồi, trước rồi. Có 4 người sao thôi.